Cậu nhìn thấy chưa? Đây là xe chuyên dùng để đi đua đây. Xe này á, tốc độ vẹo phát, chạy từ nhà tới trường luôn. Xe của cậu á, làm sao mà xịn bằng xe của tớ? Cậu nhìn cái xe của tớ nó có lạ không? Bên trong nó có bao nhiêu các cái bánh răng nhá. Cái bánh này á, để hỗ trợ cho cái xe này á, nó chạy như cái xe đua ấy. Xe này của tớ á, thiết kế trong suốt nhá các cậu ơi. Để ý tí nữa tớ cho cái xe này của tớ nó chạy qua, không nhìn thấy thân xe đâu mà chỉ nhìn thấy bánh. Đấy, như thế thì nó mới xịn sò. Thế xe của cậu gặp chướng ngại vật có chạy qua được không? Nhìn này, xe của tớ nhá, đang đi mà gặp một tảng đá nhá. Nó, nhìn thấy chưa? Nó xoay luôn này, cậu nhìn thấy chưa? Hai bánh vẫn chạm đất, thế nhưng mà cái đầu nó có thể xoay lên xoay xuống được. Để gặp kể cả tảng đá có to như cái người nó luôn, nó cũng xoay luôn này, nó lật này, nó đi tiếp được luôn này. Nhìn này. Đấy, nhờ lật cái này xong qua đi, tiếp luôn, lộn luôn một vòng luôn để đi tiếp mà. Nhìn thấy chưa? Nó xoay 360 độ luôn. Cái đầu nó gặp cái gì nó cũng có thể lăn được qua luôn đấy. Ui, cái xe nó xoay được cả đầu cơ à? Đúng rồi. Xịn sò thế. Cái xe này của tớ nó không xoay được đầu đâu. Đây này, để tớ cho cậu xem xe này của tớ đi như nào nhá. Đấy, vừa đi các cái bánh răng động cơ bên trong nó xoay tròn trông nó có lạ không? Nói chung, xe của tớ vẫn chiến thắng. Cái gì đây? Cậu ơi, nó đâm vào xe của cậu rồi. Ồ, đây là một con khủng long. Cậu ơi, con này, cái màu của cậu với cái màu của nó giống nhau quá. Một con khủng long có màu cam. Đây không phải là con khủng long bình thường đâu. Đây là con khủng long robot Trang ơi. Con khủng long này là khủng long truyền tin mà. Con khủng long này, nó chuyên đưa tin à? Đúng rồi. Tớ nhìn này, ở cái tay của nó có một tờ giấy nhỏ. Để tôi thử đọc xem bên trong tờ giấy này ghi cái gì cậu nhá. Ôi, bạn khủng long nhỏ, như là kiểu như là bác đưa thư ở nhà mình ý cậu nhỉ. Đúng rồi, như kiểu là chú shipper ấy. Bạn này là chuyên đưa thông tin đi đến đấy. Chuyên đưa thông tin mấy cả quà, mấy cả các cái món đồ mà mọi người mua ấy là bạn khủng long này sẽ đem đến đấy. Cậu đọc đi. Tờ giấy này á, những cái chữ này là toàn là chữ cổ thôi. Nên là cậu không đọc được đâu, để tôi xem nào. A few moments later. Có một cái xe chở khủng long. Nhưng mà đang đi thì bị tấn công cậu ơi. Tấn công á? Thế có làm sao không? Cậu đọc tiếp đi. Khủng long mẹ đang không tìm thấy khủng long con. Đang cần tìm người giúp đỡ cậu ơi. Ui, khủng long mẹ không tìm thấy khủng long con á? Đúng rồi. Mà giờ thì trời chiều rồi cậu ơi. Hay chúng mình thử ra xem thế nào đấy cậu ơi. Trời cũng sắp tối rồi đấy. Nếu như khủng long mẹ mà không tìm thấy khủng long con thì rất có thể buổi tối các bạn khủng long con sẽ bị gặp nguy hiểm đấy cậu ơi. Đây này, tớ tìm thấy dấu vết của cái xe khủng long rồi. Wow, một chiếc xe khủng long màu cam. Đây này, tớ nhìn thấy những cái vết bánh đang đi từ hướng này đến này. Chắc là đến đây thì bị tấn công, thế là bị ngã gục như thế này cậu ơi. Chắc là cái xe này chở bạn khủng long con ở trong này các cậu ơi. Bây giờ không còn một con khủng long nào trong chiếc xe này nữa rồi. Ờ, khủng long mẹ đến kia Trang ơi. Bạn khủng long mẹ. Bạn đang nói cái gì vậy? Hình như cậu ấy đang chờ bọn mình. Khủng long mẹ bảo là các cái xe này đang chở khủng long con đi học về cậu ơi, đang trên đường đi. Thế là một chiếc máy bay nó tấn công cậu ạ. Ui nhìn kìa, mặt bạn khủng long mẹ trông rất là buồn bã cậu ơi. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy đi tìm khủng long con giúp đỡ khủng long mẹ đi. Mỗi người một hướng, thế nào cũng tìm được các bạn khủng long con. Tớ nghĩ là bầy khủng long con chắc chắn không thể văng ra xa đâu. Có lẽ chỉ xung quanh đây thôi cậu ơi. Nhìn này, cái cây còn bị đổ luôn rồi này. Công nhận cái máy bay đấy, sức tàn phá của nó mạnh thật đấy. Khủng long con ơi. Khủng long con ơi. Cành cây đổ ngang đường này cậu ơi. Ô, nhưng mà tớ phát hiện ra có con gì đó ở bên dưới gốc cây này này cậu ơi. Bị kẹt ở dưới cái thân cây này. Nhìn cái đuôi này, một cái đuôi màu xanh. Con gì vậy nhỉ? Để tớ thử nâng cái cành cây này lên để cho bạn đi ra nhá. 1, 2, 3. Wow. Để tớ lấy ra cho. Cậu lấy ra đi. Wow. Con gì mà có mỗi cái đuôi này, có hai cái chân rất là to. Ui, hai cái chân, bên trên lại còn có những cái móng nữa này. Đây này, cái cựa đấy cậu ơi. À, và có hai cái tay này. Nhưng mà con gì lại không thấy đầu đâu này. Thế thì cái đầu nó ở chỗ nào rồi? Chắc là trong lúc bị cành cây đè lên, có con gì đi qua, công mất cái đầu rồi. Để tớ vào đây xem có con chuột ở trong đây không nào. Chuột ơi, có ở đây không? Ui, cậu ơi. Có cái gì đỏ đỏ kìa cậu. Wow, một cái đầu khủng long. Có ba sừng luôn. À, nhìn như con chim ý. Thế thì cuối cùng mình đã tìm được khủng long con cho khủng long mẹ rồi. Ra đây xem nào. Vừa nãy mình tìm được một cái thân khủng long, đuôi này, chân này, thân này, và tìm được cái đầu khủng long. Thế chắc chắn đây là con của khủng long kia rồi. Mình ghép vào là xong thôi cậu ơi. Cậu thử ghép vào đi, xem có được không. Để tớ ghép vào xem nào. Đây này. Một cái đầu này. Wow.
Wow, đây rồi, một con khủng long đây rồi cậu ơi. Lắp cái này lên đây. Nhưng mà tớ thấy có gì không đúng lắm cậu ạ. Tớ cũng thấy, trông nó kỳ lạ kiểu gì. Nhìn cái đầu thì là một con khủng long ăn cỏ đúng không các cậu ơi? Đúng rồi, khủng đúng long rồi. Ăn cỏ thì mới có ba cái sừng như thế này và một cái yếm ở bên trên như này. Đúng rồi. Thế nhưng mà cái móng vuốt của cái con này phần bên dưới thì nó lại rất nhọn, thân mình thì như một cái con khủng long ăn thịt ý, mà đầu thì lại là khủng long ăn cỏ. À, dím ơi, tớ nhìn thấy có mấy con chó hoang ở đằng sau kìa, chúng đang đi tìm kiếm cái gì ý. Ồ, thế tớ biết nguyên nhân mà các bạn khủng long này người một nơi đầu một nơi rồi. Chính là do mấy cái con chó hoang này này, chúng đến đây, chúng tưởng đây là những cái đồ ăn được, thế là chúng công đi mỗi nơi một chỗ cậu ơi. Thế thì cậu ơi, bây giờ mình sẽ dình đàn chó hoang này, xem chúng công đi đâu là mình sẽ tìm được đàn khủng long đấy luôn. Bây giờ tớ có ý kiến này, mình sẽ nấp để mình dình cái đàn chó hoang này để xem chúng công những cái gì đi. Là đấy, đúng rồi, là bọn mình sẽ tìm được bầy khủng long còn lại cậu ạ. Nhìn kìa, lại có một con chó nó đến kìa cậu ơi. Chứng tỏ con này chuyên đến đây để công khủng long đi đấy. Mình dình xem nào, xem nó đi đâu. Con chó này cũng đang đi tìm khủng long hay sao đúng không cậu ơi? Đúng rồi, đúng rồi. Nó đang ngửi ngửi kìa. Nó đang nhìn kìa. Nó đi rồi, mình đuổi theo nó đi. Trang ơi. À, tớ nhìn thấy rồi này. Lại một cái đuôi nữa này cậu ơi. Tớ biết ngay mà, cái đàn chó hoang vừa nãy chúng chuyên đi nhặt nhạnh những cái thứ này về. Bây giờ mình chỉ cần tìm được cái hang của chúng là mình có thể tìm được bầy khủng long thôi. Dím ơi, vừa lúc nãy tớ thấy lũ chó chạy vào trong này này cậu ơi. Thế thì bọn mình rất gần hang của chúng rồi đấy. À, đây rồi, đây rồi. Cái gì đây, cái gì đây? Trông có giống những con khủng long không cậu ơi? Nhưng mà đầu một nơi, người một nơi. Một con khủng long màu nâu. Ô, cái đầu của nó này. À, thế thì không thể sai được rồi. Bởi vì cái thân mình nó sẽ trùng màu với cả cái đầu cậu ơi. À, thế còn đây là màu đỏ. Đây là màu xanh. Ồ, thế nhưng mà cái con này tại sao chân nó màu đỏ mà đầu nó lại màu xanh lá cây? Liệu đây có phải là cái đầu của con này không? Mình cứ mang ra đây đã, không đàn chó kia nó quay trở lại, nó thấy mình cầm đồ của nó lại đuổi bọn mình đấy. Để tớ xem nào, cái con màu nâu này thì chắc chắn là đầu nó màu nâu là đúng rồi này. Thế còn con này thiếu một cái đuôi. Vậy thì đây, a à, cũng là cái đuôi màu xanh, giống như người thân mình luôn. Thế thì con này là một này, để tớ sẽ lắp luôn con này vào. Đây, mình sẽ gỡ cái này ra. Đầu ở đây này. Lắp đầu vào này. Lắp cả một cái đuôi vào này. Đuôi lắp bên trong đấy à cậu? Đúng rồi, đấy. À, đúng rồi, được rồi này. Cậu nhìn có đúng không? Đây chính là một con, ủa, cái mồm nó như con này là con khủng long ăn thịt đấy, tớ biết. Mồm nó đầy răng này như mồm của con cá sấu luôn này. Wow, luôn há được ra. Xong rồi nhìn có. Nhìn tay nó nhọn không? Đúng rồi, đúng. Đây đúng là một con khủng long ăn thịt rồi. Giống hệt cái con khủng long mẹ cậu ạ. Con khủng long mẹ cũng là một con khủng long ăn thịt luôn. Yahoo! Mình đặt nó đây này. Thế còn cái con mà cậu vừa tìm được, chân thì màu đỏ, nhưng đầu lại là đầu màu xanh cậu ạ. Mà con này cũng là khủng long ăn thịt nhá. Nhưng mà cái chân này lại không có móng vuốt. Hình như mình đang nhầm rồi. Đâu, để tớ xem nào. Đúng rồi, như thế này thì không phải đây là đầu của con khủng long này rồi đúng không các cậu ơi? Nhưng mà cậu nhìn xem, cái con khủng long lúc đầu chúng mình tìm được, đầu nó lại màu đỏ, giống như cái thân này. À, hay là mình đang bị nhầm đầu của hai con khủng long này rồi. Thế là chúng mình bị lắp nhầm đầu đúng không? Đây là một con khủng long ăn cỏ. Đúng rồi. Đầu nó phải là ra cái người này đúng không? Thảo nào mà khi lắp tớ cứ thấy nó sai sai cậu ạ. Để tớ lắp lại xem có đúng không nhá. Đây, cái đầu này này phải dành cho con khủng long này. Còn đây mới là đầu của con khủng long ăn thịt này cậu ơi. Wow, đúng rồi. Con này màu xanh thì chân nó cũng màu xanh. Còn con này đầu màu đỏ thì chân nó cũng sẽ màu đỏ này. Đấy, thế là tớ đã lắp thành công 3 con khủng long rồi cậu ơi. Wow, 3 con khủng long mỗi con một hình dáng khác nhau các cậu ơi. Wow, 3 con khủng long mỗi con một hình dáng khác nhau các cậu ơi. Trong đó có 2 con khủng long ăn thịt và mỗi con khủng long ăn cỏ này. Này Yếm ơi, bạn nào là con của bạn khủng long vừa lúc nãy nhỉ? Bạn khủng long vừa lúc nãy là khủng long ăn thịt. Chính vì vậy mà chỉ một trong 2 bạn này thôi. Mà cái bạn này tớ nhìn thấy có màu da giống mẹ đúng không? Rồi. Màu da nâu nâu như này, giống với màu của khủng long mẹ. Khả năng cao đây là con của bạn khủng long ấy rồi, còn đây là 2 bạn học cùng lớp. Đúng rồi, bạn này là bạn học cùng lớp thôi, còn đây mới là con của cái bạn vừa nãy. Tớ nghĩ là chắc cái bạn khủng long vừa nãy đi theo hướng kia không tìm được đâu. Bây giờ chắc là đang lo lắng lắm đây cậu ơi. Mình mau chạy ra để báo với bạn ấy đi.